buổi tối vui vẻ rồi nha. Nhung quay lại rồi đây, và hôm nay Nhung sẽ tổ chức mini game cho mọi người nha. Những chị em nào đang xem thì hôm nay lên tham gia mini game của Nhung nhá. Hôm nay Nhung sẽ tặng tắm trắng cho mọi người nha. Những chị em nào đang theo dõi live thì xin mời vào nhá. Hôm nay Nhung sẽ tặng tắm trắng cho mọi người nha mọi người nha. Những chị em nào đang xem thì vào chia sẻ cho em nhá. Hôm nay rất là đơn giản, mọi người chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Chỉ cần chia sẻ thì em sẽ kiểm tra người nào chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng quà nha. Em sẽ tặng tắm trắng cho mọi người nha. Đã tắm là trắng luôn nha mọi người nha. Tắm trắng spa nha. Đây là quà của mọi người nhá. Đây là tắm trắng spa của mọi người này. Chào cả nhà nhá. Những chị em nào đang xem live thì mọi người chỉ có vào chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ để nhận quà nhá mọi người nhá. Chỉ cần chia sẻ thôi. Ba người chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng quà nhá. Chào Hoàng Trang nhá. Chào cả nhà nhá. Ba bạn chia sẻ nhiều nhất của em thì em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Ừ, chào Hoàng Trang nhá. Hoàng Trang ơi, chia sẻ để nhận quà nhá. Em chào chị Lê Oanh nhá. Chào cả nhà, chào Ngọc Oanh nhá. Cả nhà ơi, những chị em nào đang xem live thì chị có chia sẻ cho em nhá, để tặng quà, để nhận quà nhá. Hôm nay em chia sẻ, ai chia sẻ nhiều nhất, ba trong ba người chia sẻ nhiều nhất sẽ tặng quà nhá. Ừ, chị giờ chị mới đóng cửa hàng đi ạ. Giờ chị mới đóng cửa hàng nên mới có thời gian live cho mọi người nhá. Bữa nay chị công việc nó hơi bận một chút cho nên là vài ngày chị mới live một lần. Chào cả nhà nhá. Chào ông Vân nhá. Cả nhà đang xem live chị có chia sẻ cho em mới nhá. Hôm nay chị sẽ tặng combo tắm trắng nhá, gồm có 3 gói, bên trong một gói như thế này nhá. Chị sẽ tặng combo tắm trắng cho mọi người nha, sẽ tặng cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nhá. Và cho nên rất dễ nhận quà thôi, các chị em chị có chia sẻ cho em ấy nhá. Chỉ cần chia sẻ đến các hội nhóm thôi, cũng không cần chia sẻ lên tường đâu mọi người, chia sẻ lên hội nhóm cho em nhá, sẽ được tắm trắng nhá. Chào Quy Nguyên nhá, chào cả nhà nhá. Chào Subi nhá. Em chào chị Hồng Thương nha. Chị Nhung rất là nhiều váy xinh nha. Chào cả nhà nhé, cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Hôm nay em sẽ tặng tắm trắng cho mọi người nha. Cả nhà chị khó chia sẻ cho em với nhá. Cả nhà ơi chia sẻ đi. Nói ngay là các chị em chia sẻ càng nhiều thì sẽ càng được quà nhá. Mọi người chia sẻ đến các hội nhóm cho em nhá. Thì em sẽ kiểm tra check và những chị em nào chia sẻ cho em thì em sẽ tặng quà nha mọi người nhá. Chị khó chia sẻ cho em với nhá. Chào Kiều Anh nhá, Kiều Anh chia sẻ cho mình nhá. Chào Nguyễn Thùy nhá, chị em chịu khó ấn cho em một chữ chia sẻ thôi, mọi người chia sẻ trên hội nhóm cũng được. Chia sẻ chỉ cần một lần trên trang cá nhân cho em, xong rồi chia sẻ hội nhóm cho em ấy nhá. Chào cả nhà nhá, cả nhà nhanh tay lên nhá. Em chỉ like trong khoảng 30 phút thôi, em chỉ like trong khoảng 30 phút thôi. Với lại các chị em chia sẻ cho em nhanh với nhá. Thôi thì em sẽ check những chị em nào chia sẻ cho em nhiều là em sẽ tặng quà nhá. Đây sẽ tặng quà tắm trắng nha, đã tắm là trắng luôn nhá. Hoa Kim Nguyễn ơi, các bạn cứ chia sẻ đi, tại vì tía mình sẽ check những bạn nào mà ba bạn chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Hôm nay em sẽ tặng tắm trắng cho mọi người nha. Tắm trắng toàn thân cho mọi người nhá. Tắm trắng toàn thân là hàng đảm bảo luôn. Nó hoàn toàn là từ thiên nhiên cho mọi người nha. Một combo tắm trắng thì bên trong nó gồm có 3 gói tắm trắng ở bên trong nha, gồm có 3 gói nha. Cho nên là các chị em chỉ khó chia sẻ cho em để nhận quà nhá. Đã tắm là trắng luôn mọi người nha. Nguyễn Dung ơi chia sẻ cho chị đi nha. Chào cả nhà nhá. Cả nhà chia sẻ cho em nha, chia sẻ cho em để được nhận quà nhá. Thật ra là tham gia chơi mini game với em rất là đơn giản, mọi người chỉ cần chia sẻ thôi. Chia sẻ cho em là được nha. Mình mới mua Ngọc Xuyên nhá. Váy xinh lắm à? Váy này mua rất là rẻ luôn mọi người nhá. Nếu ai muốn biết giá thì cứ inbox nhá. Váy cực kỳ rẻ luôn, nói thật sự là váy không biết số nhưng may mắn hay sao mua được váy rất là xinh. Mà rẻ nữa. Chào Nguyễn Hòa nhá. Chào cả nhà nhé, cả nhà ơi chia sẻ giúp cho em nhé. Chia sẻ em sẽ tặng combo tắm trắng, bên trong này gồm có 3 gói nhỏ nhá. Chào cả nhà nhé, cả nhà chia sẻ đi. Gói tắm trắng của em là tắm rất là hiệu quả luôn mọi người nhá. Đúng rồi, chỉ cần nhẹ nhàng với Ngọc Xuyên ạ, không bao giờ lỗi mốt. Váy vó thứ mọi người chỉ cần chọn đơn giản thôi. Nói thật ra hôm nay là cái váy này là lần đầu tiên em mặc thôi. Em mua về cách đây hơn một tuần mà hôm nay mới có điều kiện mặc cho mọi người. Cả nhà ơi chia sẻ cho em với nhá. Chia sẻ giúp em tí em sẽ check xem là bạn nào chia sẻ nhiều nhất nhá. Nguyễn Thị ơi càng chia sẻ nhiều càng tốt nhá.
chia sẻ nhiều thì em sẽ check là bạn nào chia sẻ nhiều nhất. Trong ba bạn chia sẻ nhiều nhất em mới tặng nha. Để em sẽ kiểm tra xem là các bạn chia sẻ được bao nhiêu ấy. Thì em đang kiểm tra trên máy tính, em đang like một điện thoại. Em bị khóa chia sẻ đấy à? Sao kỳ cục của em? Sao khóa được nhỉ? Cả nhà ơi, chia sẻ cho em đi nha. Cả nhà chia sẻ đi. Chia sẻ thì em sẽ check kiểm tra xem những cái bạn nào chia sẻ nhiều nhất. Ba bạn chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà cho mọi người nhé. Cả nhà yên tâm đi nha, em sẽ không thiên vị cho một bạn nào đâu. Các bạn chia sẻ nhiều thì em mới tặng quà nha. Mọi người chia sẻ đến các hội nhóm cho em với nhá. Thật ra là thay vì tiền quảng cáo thì em sẽ là tặng quà cho mọi người nhá. Chào cả nhà nhá. Nếu mà chị em nào mà không thích tắm trắng thì có thể inbox cho em lấy thẻ điện thoại nhá. Những chị em nào không muốn lấy tắm trắng thì inbox em sẽ tặng thẻ điện thoại nhá. Cả nhà chia sẻ đi. Để em kiểm tra xem chia sẻ bao nhiêu lần rồi nào. Uầy, được 176 lượt chia sẻ rồi mọi người nhá. Mọi người chia sẻ giúp cho em nha. Được 176 lần chia sẻ rồi mọi người. Cả nhà chia sẻ giúp cho em nha. Thì em sẽ check nha, xem bạn nào chia sẻ nhiều nhất rồi tặng quà cho mọi người nhá. Cả nhà ơi, chia sẻ nha. Mầm đầu lành giá 270.000 miễn phí ship nha Hoàng Thùy nha. Chỉ trên like này được miễn ship thôi nha. Còn lại giá đúng giá 270.000 chỉ trên like này được miễn ship nha. Miễn ship toàn quốc luôn mọi người nha. Được 276 lượt chia sẻ rồi. Cả nhà ơi chia sẻ giúp cho em đi ạ. Tụt view rồi. Cả nhà ơi chia sẻ cho em đi. Chia sẻ em sẽ tặng quà nha. Ba bạn chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng tắm trắng nha. Tắm trắng spa nha. Hàng của Việt Nam mình, hàng đảm bảo luôn nha. Xem đang nghe DJ mà nó đang nghe nhạc gì đi này. À đấy em. Tại vì em chỉ thích DJ thôi. Rồi cả nhà ơi chia sẻ đi để được tặng quà nha mọi người nha. Được nhà tắm trắng nha. Mình đọc nha, công dụng là tắm trắng theo đúng quy định tiêu chuẩn của spa nha. Hiệu quả trắng toàn thân thân nha, nhanh chóng. Mọi người chỉ cần tắm lần đầu tiên là đã bật tông, bật từ 1 đến 2 tông trở lên nha mọi người nha, tùy vào da của mỗi người nha. Giúp bạn xóa các giúp bạn làm cho da trắng hồng này, mịn màng, xóa các lớp nhăn này, ngăn ngừa lão hóa là hoàn toàn không vàng lông, không kích ứng da, mùi thơm dễ chịu, an toàn, được sản xuất theo công nghệ hiện đại nha. Một gói tắm trắng này mọi người chỉ cần tắm cái nào là trắng thôi nha, cả nam cả nữ đều tắm được nha mọi người nhá. Vậy nên cả nhà chia sẻ giúp em nhá. Nếu mà các bạn nam nào mà muốn chia sẻ nhận quà ấy thì có thể tặng cho bạn gái hoặc tặng cho vợ nhá. Nếu mà không muốn tắm trắng, nếu mà được trúng thưởng ấy mọi người nhá. Cả nhà chia sẻ giúp cho em ấy nhá. Cả nhà chia sẻ đi nào, chia sẻ đi nào. Chia sẻ rồi em sẽ check và kiểm tra, sẽ tặng quà cho ba bạn chia sẻ nhiều nhất nhá. Cả nhà ơi chia sẻ đi ạ. Oh my god, Subi đã thông báo chắc là chia sẻ nhiều quá, bị khóa mất chúng ta. Chào Xuân Kim nhá. Chào cả nhà nhá, cả nhà ơi chia sẻ cho em với nhá. Hôm nay những cái bạn ngày chưa đang hay tham gia game của em đâu mất rồi. Chào cả nhà nhá, đây là quà của mọi người nhá. Em cảm ơn chị Xuân Kim nhá. Chị Xuân Kim xinh gái. Cả nhà chia sẻ cho em với nhá. Hôm nay em chỉ tặng quà cho mọi người thôi. Cảm ơn Phương Tùng nhá. Cái giọng của chị nó hơi chua chua chát chát một tí nên mọi người nghe thông cảm với nhá. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ cho em đi. Hôm nay những bạn nào mà chia sẻ cho em ý thì ba bạn nhiều như chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng combo tắm trắng như thế này nhá. Một gói tắm trắng ở bên trong nó có 3 gói nhá, gồm có dưỡng thể này và 2 gói tắm trắng nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Tắm trắng này rất là tốt luôn, hoàn toàn từ thiên nhiên luôn nhá mọi người nhá. Nó có chỉ số chống nắng SPF rất là cao luôn. Đây quà của mọi người đây, sẽ tặng cho các bạn nha. Chị Xuân Kim ơi, em tí em sẽ kiểm tra và dành quà cho ba bạn chia sẻ nhiều nhất nha. Chị Xuân Kim chia sẻ nhiều cho em nha. Tí em sẽ kiểm tra và em sẽ tặng quà cho chị nha.
Tại vì là thứ nhất là em cũng không có nhiều tiền để tặng quà nhiều cho các tất cả các bạn, nhưng mà em sẽ dành cho 3 suất tắm trắng này cho mọi người nha. Dành cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nha. Chào Út Phạm nha. Chào Rùa Con nha. Chào Tươi Nguyễn nha. Chào Nguyễn Mai Như Quỳnh em nha. Chia sẻ đi nha cả nhà nha. Cả nhà chia sẻ đi, chia sẻ rất là vui. Nó rất là, thật ra là nhận được món quà như thế này tuy là cái về giá trị thì nó không được nhiều, nhưng mà về giá trị tinh thần vui là chính. Cho nên các chị em ủng hộ chia sẻ giúp cho em với nhá. Rất mong mọi người chia sẻ cho em với nhá. Chào cả nhà nhá, cả nhà chia sẻ đi. Cả nhà chia sẻ hộ em vài lần nha. Và thì em sẽ check và kiểm tra nhá. Tắm trắng là giá của nó này em bán theo giá công ty là 150.000, nhưng mà mình chỉ bán 100 thôi nhá. Phương Tùng nha, tắm trắng 100.000 nha. Cả nhà ơi chia sẻ cho em nha. Chào Việt Trinh nha. Em chào chị Mến nha. Cả nhà chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Những bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất này em sẽ tặng quà nha, dành cho 3 bạn nha. Dành cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nha. Và em sẽ kiểm tra và check kiểm tra tí em sẽ phải kiểm tra rồi báo cho mọi người nha. Yên tâm là sẽ không bao giờ có một sai phạm gì hết. Ai bạn nào chia sẻ nhiều cho em sẽ tặng quà nha. Chào cả nhà nhá, cả nhà chia sẻ cho em với nha. Đi em kiểm tra xem được chia sẻ bao nhiêu rồi nào. Em sẽ cho mọi người em sẽ like chia sẻ đến 9:15 nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay nhân tiện đây em giới thiệu với mọi người, đó là mầm đậu lành Nguyên Sơ nhé. Mầm đậu lành Nguyên Sơ hôm nay nếu mà ai mua trên này này em sẽ bán với giá 270.000 miễn phí ship nha. Rùa Con ơi, giá tắm trắng là giá tiêm ít của công ty là 150.000, nhưng mà mua trên này này là giá của nó là 100.000 nha mọi người nha. Gói tắm trắng là 100.000 nha. Mầm đậu lành Nguyên Sơ là 270.000 được miễn phí ship nha, trên line này thôi nha. Còn Nhung bán đúng giá là 270.000 nha. Ra ngoài line là đúng giá 270 nha. Ơ mọi người chia sẻ giúp em với, từ lấy em chưa thấy lên được chia sẻ này. Vẫn có 176 lượt chia sẻ này mọi người. Chia sẻ giúp em với nhá. Nếu mà bạn nào mua tắm trắng trên line này là chỉ còn có 100.000 thôi nha mọi người nhá. Theo giá công ty là 150.000, nhưng mà em bán hôm nay là chủ yếu là quảng cáo là chính. Vậy cho nên em bán với giá là 100.000, cho nên các chị em mua nha. À, 328 lượt chia sẻ rồi mọi người nhá. Cả nhà ơi chia sẻ cho em nha, 15 phút nữa này em sẽ dừng chia sẻ nha. Em sẽ dừng chia sẻ để em like một chút xong rồi em kiểm tra dành cho những cái bạn nào tặng cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nhá. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi chia sẻ cho em nha, em sẽ tặng 3 phần quà dành cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nhá. Combo tắm trắng nha. Mọi người chỉ cần tắm trắng một lần thôi là mật thông rồi nha. Cả nam cả nữ đều tắm trắng được nhá. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nhá. Hôm nay trên line này những bạn nào mua mầm đậu lành Nguyên Sơ với giá 270.000 sẽ được miễn phí ship nha. Chào cả nhà nha. Chào Hạnh Nguyễn nha. Chào Minh Tiến nha. Chào cả nhà nha. Chào Thanh Thùy nha. Cả nhà chia sẻ giúp cho em nha. 328 lượt chia sẻ rồi. Thì em sẽ kiểm tra những bạn làm chia sẻ nhiều nhất, 3 bạn chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng combo tắm trắng cho mọi người nha. Combo tắm trắng mọi người chỉ cần tắm trắng một lần là sẽ bật tông 2 tông nha. Tắm trắng nha, mọi người chỉ cần tắm một lần là có thể bật từ 1 đến 2 tông trở lên nhá.
10 phút nữa, 10 phút nữa Nhung sẽ dừng chia sẻ nha. Và em sẽ giới thiệu qua một số mặt hàng cho mọi người nha. Hôm nay trên Line này, những bạn nào mà mua mâm đồ lành nguyên sơ ấy nè, sẽ với cái giá là 270.000 nha, được miễn phí ship nha. Mâm đồ lành nguyên sơ thì rất là tốt luôn. Bộ Công Anh cứ chia sẻ đi nhá, tại vì tía chị phải check chia sẻ. Những bạn nào ba bạn chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng quà nhá, tại vì em không cố định là chia sẻ bao nhiêu nhóm. Tại vì các bạn chia sẻ giúp cho em nhé, và thì em sẽ kiểm tra nha. Thôi nhân tiện đây mọi người đang chia sẻ thì em cũng giới thiệu cho mọi người về mầm đầu lành nguyên sơ nha. Mầm đầu lành nguyên sơ tác dụng chính của nó, thứ nhất là tăng nội tiết tố lữ trong cơ thể nhá, và đồng thời nó sẽ tăng vòng 1 cho mọi người và săn chắc vòng 2 nha. Và những chị em nào muốn giảm cân hay tăng cân đều uống được nhá. Cả nhà nhá, mầm đầu lành nguyên sơ này rất là tốt luôn. Những chị em trên 23 tuổi mà đã có con ý thì là cần thiết nha, tại vì nội tiết tố của các bạn đã giảm hẳn rồi và da nó sẽ bị nám tàn nhang, là bị nhăn rất là nhiều, cho nên là các chị em nên uống nhá, để bổ sung estrogen cho cơ thể nha mọi người nhá. Uống mầm đồ lành nguyên sơ này chỉ với giá là 270.000 thôi, mà nhất là trên Line này em được miễn phí ship này, 270.000 miễn phí ship toàn quốc nhá, thì các chị em là nó sẽ bổ sung một lượng estrogen trong cơ thể cực kỳ tốt luôn. Vậy nên các chị em lên mua cho mình một hộp nha. Nó rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là tăng kích thước vòng 1 này, săn chắc vòng 2 này, săn chắc vòng 3 này. Cho nên là các chị em nên uống nha. Rùa con ơi, muốn tăng cân thì uống sau bữa ăn nha mọi rùa con nha. Mầm đầu lành nguyên sơ có tác dụng tăng cân khi bạn uống với lượng ấm pha với sữa ông thọ nha, sau bữa ăn nha. Còn muốn giảm cân thì uống trước bữa ăn 20 phút nha mọi người nha. Muốn giảm cân uống trước bữa ăn 20 phút với nước ấm nha là sẽ giảm cân nhá. Còn muốn tăng cân thì uống sau bữa ăn với lượng ấm pha với sữa ông thọ, và có thể là pha ăn với sữa chua nhá. Cả nhà ơi, mầm đồ lành nguyên sơ giá của nó chỉ có 270.000 thôi mà cực kỳ rẻ. Một gói của nó như gói như thế này là 560g này, cực kỳ nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là tốt cho tim mạch nha, phòng các bệnh về ung thư nhá, ung thư cửa tử cung này, ung thư vú này. Mà tiếp theo là như giảm nám, giảm tàn nhang, giảm đồi mồi cho mọi người nhá. Nó tăng nội tiết tố nên giúp chị em chúng ta trẻ hóa làn da rất là tốt luôn. Đảm bảo các chị em uống mầm đậu lành cực kỳ tốt luôn nha mọi người nha. Nó thứ nhất là công dụng của nó này, làm đẹp da này, mượt tóc, chống rụng tóc này, phòng chống ung thư hiệu quả này. Với phụ nữ sau sinh thì lợi sữa này, tăng tiết sữa này, giúp săn chắc vòng ngực sau khi sinh nha mọi người nhá. Mọi người chịu khó uống với lượng ấm là tốt nhất nha. Uống lượng ấm khoảng 70-60 độ C là tốt nhất nhá. Mà giá của nó thì chỉ có là 270.000 một gói thôi. 270.000 một gói mà mua trên Line này, Nhung được giảm miễn phí ship cho mọi người nha. Các chị em chịu khó nha. Quá tốt luôn Như Quỳnh nhá. Mầm đồ lành nguyên sơ rất là nhiều công dụng luôn. Như Quỳnh thì uống chắc uống nhiều rồi. Con ơi, mầm đồ lành nguyên sơ uống sẽ tăng cân nha. Uống một gói sẽ tăng từ 2 đến 3 cân tùy vào cơ địa của mỗi người nhá. Vậy nên các chị em là lên uống nhá. Những chị em nào mà đang gầy á, đang gầy thì lên uống mầm đồ lành sau bữa ăn nhá, với uống với sữa ông thọ nha. Mọi người có thể kết hợp với các loại sinh tố nữa, đảm bảo là tăng cân nha mọi người nhá. Nó là dạng bột nhá. Đây là lọ mầm đồ lành Nhung uống, đây là lọ thứ 5 của em rồi, mà gần hết rồi. Nó bằng dạng bột đó. Tí nữa trước khi đi ngủ ấy, tại vì là em khó ngủ cho nên là uống mầm đậu lành trước khi đi ngủ, ngủ sẽ ngon hơn nhá. Mọi người uống mầm đậu lành trước khi đi ngủ với lượng ấm ấy thì nó sẽ giúp cho mình ngủ rất là ngon luôn, không bị tỉnh giấc giữa đêm nữa nha mọi người nhá. Nó là dạng bột, rất là thơm luôn nha mọi người nhá. Mầm đậu lành này rất là tốt cho sức khỏe, nhất là với những chị em nào mà trên 35 tuổi mà chuẩn bị đến thời kỳ trước tiền mãn kinh ý, thì các chị em nên dùng nhá. Tại vì là cái thời kỳ đấy là cái nội tiết tố của chúng ta đã giảm hẳn rồi, giảm xuống còn có 60-70% thôi. Cho nên những chị em nào mà trên 35 tuổi thì nên uống mầm đậu lành nhá, cực kỳ tốt luôn, giúp cho chị em chúng ta là trẻ hóa lên rất là nhiều. Giúp cho các bạn là những chị em nào trên 35 tuổi trước thời kỳ tiền mãn kinh ấy, thì các chị em uống nó sẽ giúp hạn chế cái thời gian đấy lại nhá, và sẽ kéo dài tuổi xuân hơn, nội tiết tố trong cơ thể của mình tăng lên ý. Thì thứ nhất là chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ đều này, kinh nguyệt nó sẽ ra nhiều này. Và nói thật là những chị em nào mà chu kỳ kinh nguyệt đều ấy thì da dẻ sẽ rất là đẹp,
sẽ không bị mụn nhọt, không bị lán tàn nhang đâu. Còn những chị em nào mà chu kỳ kinh nguyệt không đều ấy là không được nha. Uống với gì? À, rùa con ơi, em muốn tăng cân thì em uống với nước ấm nhá. Nước ấm khoảng 60-70 độ C nha, pha với sữa ông thọ nha. Ngoài ra em có thể kết hợp uống với sữa tươi này, kết hợp uống với các loại sinh tố trái cây nha. Đấy là giúp tăng cân. Còn những chị em nào thì hạn chế uống đường cho em. Những chị em nào muốn giảm cân ấy thì hạn chế uống đường nhá. Uống trước bữa ăn nha. Nguyễn Thủy ơi, chia sẻ cá nhân càng tốt nha. Nguyễn Thủy chia sẻ nha. Cả nhà chia sẻ giúp cho em ấy nhá. Thật ra nhân tiện đây thì em giới thiệu cho mọi người. Giá ra là tiền quảng cáo thì cũng bằng cái tiền em tặng quà cho mọi người. Nhưng mà em muốn tặng quà cho mọi người, cho khách vui này. Chứ em không phải thuê nhà mạng Facebook họ quảng cáo nhá. Tại vì là thuê họ thì cũng mất tiền, nhưng tặng quà cho mọi người cũng mất tiền, nhưng mà được vui. Tội gì không tặng đúng không? Vậy nên các bạn chia sẻ giúp cho em với nhá. Các bạn có chia sẻ thì em mới đỡ được tiền quảng cáo. Thật ra em rất thích mọi người, nhiều người biết đến trang Facebook của em. Tại vì là trang Facebook của em nó gần như là một cái siêu thị nhỏ. Các chị em chịu khó là vào kết bạn với vào theo dõi trang Nguyễn Nhung ấy. Còn lại là có thể là kết bạn ở cái trang trang Ken Shop. Tại vì Nguyễn Nhung của em là full 5.000 bạn rồi, cho nên là không nhận lời kết bạn được nữa. Cho nên các bạn chịu khó là theo dõi trang Ken Shop cho em nhá. Chào cả nhà nhé, cả nhà chia sẻ giúp cho em với nhá. Những chị em nào chia sẻ được thì em sẽ check và kiểm tra nha. Em sẽ kiểm tra và tặng quà cho 3 bạn nha. Tặng quà cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nhá. Và nhân tiện đây thì em cũng giới thiệu cho mọi người, đó là combo tắm trắng nhá. Combo tắm trắng mọi người chỉ cần tắm một lần thôi là bật tông 2 tông nha. Nó giúp da rất là trắng luôn. Và quan trọng là như thế này, cái này nó chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên cho nên là rất là an toàn. Combo tắm trắng này em bán chỉ với giá là 100.000 đấy mọi người nha. Chỉ 100.000 thôi combo tắm trắng vậy. Nhưng hôm nay những bạn nào chia sẻ nhiều nhất cho em ấy, 3 bạn chia sẻ nhiều nhất là không mất tiền mua luôn ấy, là sẽ được tặng không luôn ạ. Tắm trắng này cực kỳ tốt luôn, tắm trắng theo đúng quy định của spa tiêu chuẩn này, hiệu quả tắm trắng toàn thân nhanh nhất sau lần đầu tiên tắm nha. Giúp bạn có một làn da trắng hồng này, mịn màng, xóa bỏ lếp nhăn này, ngăn ngừa lão hóa da này, hoàn toàn không vàng nông này, không kị ứng da này, mùi thơm dễ chịu tuyệt đối này, được sản xuất theo công nghệ hiện đại nha. Hoàn hảo với tinh chất tắm trắng và dưỡng da tự nhiên nha mọi người nhá. Cái hàng tắm trắng này cực kỳ tốt luôn. Giá của nó chỉ có 100.000 thôi. Hôm nay những bạn nào mà chia sẻ cho em là sẽ được tặng quà nha. 3 bạn chia sẻ nhiều nhất là sẽ được tặng quà nhá. Cho nên các chị em chia sẻ cho em với nhá. Cả nhà chia sẻ like giúp cho em nhá. Và nhân tiện đây là những chị em, anh chị em nào mà bị vàng răng á, ố vàng cực kỳ là đậm ý, thì mọi người có thể dùng kem đánh răng này nha. Kem đánh răng từ Mỹ nha. Một lọ như này giá của nó là 300.000. Mọi người đảm bảo mọi người dùng hết một típ như thế này, da cực răng sẽ cực kỳ trắng luôn, trắng sáng và đánh bay những cái vết mảng bám ố vàng ở răng ấy. Hoặc là những cái biết nói làm sao nhỉ, những cái bạn nào mà bị viêm lợi, chảy máu như chân răng ấy đều đánh được nha. Nó vừa giúp trắng răng vừa giúp lợi nha, lợi khỏe nha. Chào Hải Nội nhá. À, mình sẽ tặng quà cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nha. 3 bạn chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ check và kiểm tra dành quà tặng cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất. Và em sẽ kiểm tra thật là kỹ lưỡng nên cho nên các bạn cứ chia sẻ đi. Chia sẻ thì em sẽ tặng quà nha. Dành cho 3 bạn chia sẻ nhiều nhất nha. Cả nhà chia sẻ cho em với nhá. Cả nhà chia sẻ nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ nha. Chào Quỳnh Hoa nha. Chào chào cả nhà nhé, nhiều tên Facebook rất là hay nha mọi người nhé. Chào chào Nguyên Hà nha. Chào cả nhà nhé, cả nhà chia sẻ giúp cho em nhé. Chào trứng vịt lộn nhá. Trứng vịt lộn ơi, chắc là phải đổi Facebook thôi. Lần nào tớ thấy trứng vịt lộn tớ thèm lắm, không chịu được. Muốn ăn trứng vịt lộn lắm rồi đấy. Cả nhà ơi, đây nè, kem đa năng bà Vân nha. Kem đa năng bà Vân, nhà bạn nào mà có con nhỏ ấy, nhà bạn nào có con nhỏ thì cực kỳ cần thiết cái kem đa năng này luôn. Kem đa năng này nó trị hăm này, trị rôm sẩy này. Ví dụ như các cái bạn nào bị côn trùng cắn ấy cũng dùng được nha. Cái này mình chỉ cần bôi ngày hôm trước ngày hôm sau nó rét luôn các cái vết mà bị côn trùng cắn hoặc bị rôm sẩy nhá. Nó cực kỳ hiệu quả luôn, kem đa năng này cực kỳ tốt. Những bạn nào bị răng ben này, nở loét hắc nào này, bị á sừng vẩy lến, viêm da cơ địa này đều xài được nhá.
Chào cả nhà nhá, chào Viết Trâm nhá. Cái kem đa lăng bà Vân này này nó cực kỳ nhiều được công dụng luôn. Nó trị được 90% các cái bệnh ngoài da cho mình nhá. Những bạn nào bị hay bị rộp miệng ấy thì chỉ cần bôi một cái này qua đêm thôi là nó sẽ đỡ hẳn, đến ngày hôm sau là nó sẽ hết đau nha mọi người nhá. Chịu khó là có một cái nọ này trong nhà là nó giống như kiểu thần dược ấy. Nó chứa được rất là nhiều bệnh. Ví dụ các bạn bị zona thần kinh này, bị bỏng này thì đều xài được nhá. Một hộp kem như thế này là giá của nó là 300.000 nha. Và em luôn tuyển sỉ và tuyển cộng tác viên nha. Em là đại lý phân phối của kem đa lăng bà Vân và mầm đồ lành Nguyên Sơ nha. Em phân phối hai mặt hàng này là chính nha mọi người nhá. Còn hiện tại là nhà em có hơn 2.000 mã sản phẩm cơ. Nhưng mà em chỉ phân phối đại lý chính là cho kem đa lăng bà Vân và mầm đồ lành Nguyên Sơ nhá. Vì đó là hai dòng sản phẩm nhung tâm đắc nhất và thấy dùng hiệu quả nhất. Cho nên là các bạn, những bạn nào mà muốn kinh doanh với em thì kinh doanh nha, thì liên hệ nha. Kem đa lăng bà Vân này cực kỳ tốt luôn, vậy cho nên là mỗi gia đình nên có một hộp nha, khẳng định là nên có một hộp nha. Nhất là nhà nào có con nhỏ này hoặc có ông bà già, tại vì ông bà già đến cái tuổi già rồi ấy thì nó sẽ bị rạn các cái vết da và rất là ngứa ngáy và khó chịu. Mọi người chỉ cần xoa cho ông bà một cái này qua đêm là khỏi luôn nha mọi người nhá. Chào cả nhà nhá. Chào Lê Nga nhá, cảm ơn Lê Nga đã thả tim nhá. Cả nhà chịu khó nhá. Chịu khó lên mua một lọ kem đa lăng này. Mua một gói mâm đầu lành để uống này, tăng sức khỏe từ bên trong nhá. Chào Lê Nga nhá. Chào Hoàng Hà nhá, chào cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ nhá, chia sẻ rất là nhiều, rất là vui luôn. Để em check xem mọi người chia sẻ bao nhiêu lần rồi nhá. Rất là đẹp, lên 500 lượt like rồi, 500 lượt chia sẻ rồi mọi người nhá. Cảm ơn cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ cho em nhá. Những chị ba chị em, ba anh chị em nào hôm nay chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng combo tắm trắng cho mọi người nhá. Combo tắm trắng này rất là tốt luôn, mọi người chỉ cần tắm một lần thôi, bật đến 2 tầng luôn. Đảm bảo là trắng luôn nhá. Và không bắt nắng luôn. Lần thôi là bật tông ai là hai tông rồi. Đây em có cái gói tắm trắng em sẽ sẵn rồi đây. Đây combo tắm trắng của nó như thế này, gồm có 3 gói. Ở bên trong combo tắm trắng của nó là gồm 3 gói như thế này. Đảm bảo là mọi người tắm nó trắng nhá. Chào Tươi Nguyễn nha, chào cả nhà nhá. Combo tắm trắng của nó gồm có 3 gói như thế này. Vì sao hai gói này nó không in nhãn mác thì nó sợ mọi người nhầm. Mọi người bỏ riêng cái gói có nhãn mác này ra nhá. Đó, Queen 10 nè. Khi mọi người tắm trắng, mọi người đã tắm sạch sẽ xong, sau khi lau người khô ấy thì mọi người trộn hai cái gói kem này. Bên trong đây là các cái loại kem dưỡng chất, dưỡng da nhá. Mọi người trộn hai loại này bôi lên và massage 10 đến 15 phút nhá. Xong rồi ngủ trong 20 phút nhá. Thì nó sẽ cực kỳ bật tông luôn. Sau khi 20 phút mọi người tắm này là rất là trắng nhá. Xong rồi mọi người, sau khi lau khô mọi người sẽ bôi gói kem dưỡng da này nhá. Đảm bảo là các bạn bôi xong là rất là trắng. Trắng luôn. Cả nhà chịu khó nha. Cả nhà chịu khó tắm trắng giúp em nhá. Mùa này các chị em là chuẩn bị đi biển nhiều ấy, thì mọi người lên sắm một lọ tắm trắng, một gói tắm trắng thôi nhá. Tại đi biển về các chị em sẽ đen đi rất là nhiều. Nóng quá.
giới thiệu luôn cho mọi người, đó là kem kem chống nắng này, kem chống nắng Infinite cho mọi người nhé, chỉ số chống nắng SPF 50 nhá. Mọi người bôi nó sẽ bật tông nhá. Rồi bên trong này nó có kem chống nắng và có kem dưỡng da luôn nhé mọi người nhá. Bôi kem kem này là dành cho những cái bạn nào mà da hơi nhớt nhớt, da nhiều mồ hôi một chút đi. Nó kiềm dầu rất là tốt mọi người nhá. Kem chống nắng là Infinite, giá của nó là 300.000 một hộp to nhá. Chỉ số chống nắng SPF 50 cộng nha mọi người nhá. Giá của nó là 300.000 kem chống nắng nhá. Kem chống nắng nó có hai dạng rất là xinh luôn. Một là dạng hộp kem như thế này nhá. Hai là dạng xịt nhá. Em có mấy loại kem chống nắng rất là thích luôn, rất là dễ thương rồi nhá. Dạng xịt này là giá của nó là 320.000 nha. Dạng xịt của nó rất là thích luôn, cái lọ của nó cầm rất là xinh. Mỗi lần mình dùng kem chống nắng như thế này mình nên nắc đều nha mọi người nhá. Nắc đều lên để dưỡng chất ở bên trong nó trộn vào với nhau. Khi mình bôi cái kem như thế này, kem chống nắng như thế này, nó sẽ giảm nhiệt độ từ là 5 độ C luôn, từ 5 đến 6 độ C luôn á. Em đang thắc mắc không biết cái nọ Bimilen của em đâu mất tiêu. Chào cả nhà nhá. Hàng hot đây mọi người này. Hàng rất là hot luôn. Mọi người đã nghe em quảng cáo nhiều về cái miếng đắp mặt lạ bắt quái. Em gọi như thế tại vì em không biết gọi tiếng Hàn của nó như thế nào. Giúp cho em ấy nhá. À đây là kích mí dành cho những bạn nào mắt mụn mí hoặc mắt mí rưới nhá. Mí sụp này, kích mí rất là đẹp luôn. Các chị em chịu khó kích mí qua đêm, cái là ngày hôm sau mắt hai mí nhá. Như của em đây này, em kích mí đây, nhưng mà bây giờ hết kích mí đây này, em tháo ra rồi đấy mọi người. Mọi người thấy bây giờ là hai mí rất là rõ ràng nhá. Mắt của em là giảm mí sụp nhá mọi người nhá. Người ơi có nghe chăng? Quần mắt như thế này này. Đó. Miếng chống bọng mắt này, chống nhăn ở mắt này, khóe miệng nữa, đắp ở khóe miệng, đắp rất là tốt luôn nha. Đắp mặt lạ như thế này này, giá của nó là 350.000 một hộp, dùng kẹt tẹt tẹt luôn. Nó rất là nhiều miếng, em thử đặt một chút này để cảm giác. Những chị em nào muốn trị thâm quầng mắt nhá, chị nhăn. Subi ơi, lấy lại Facebook chưa? Đó, cái này là cái chống thâm quầng mắt này, chống nhăn này, hoặc là nhăn ở khóe miệng như thế này nhá. Ok, thì anh chị kiểm tra cho nhá. Nếu mà em chia sẻ nhiều, chị sẽ tặng quà nhá. Đó, đây là nó dành cho những chị em nào mà bị bọng mắt và bị nhăn như nhung đây này, thức đêm nhiều hoặc là bị thâm ấy mãi không khỏi. Mọi người đắp cái miếng đắp mặt lạ này cho em nhá. Miếng đắp mặt lạ này của nó là giá của nó là 350.000 một hộp nhá. Một hộp rất là nhiều miếng luôn, em cũng không biết là bao nhiêu miếng nhưng mà rất là nhiều. Một hộp như thế này này, em không dám nghiêng nhiều vì nó chảy bên trong nó rất là nhiều dưỡng chất. Cái này nó chiết xuất từ vàng nhá. Đấy. Để tía chị kiểm tra nhá. Để hôm nay tặng quà cho Subi xem nào. Hôm nay là ba bạn chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà nhá. Nhưng mà mọi người đợi em chút tại vì em phải tắt điện thoại lấy rồi mới kiểm tra được.
Cái này nó chỉ thâm thâm bóng mắt nha, thâm quầng mắt cho mọi người nhá. Cả nhà yên tâm, mọi người cứ chia sẻ đi, em sẽ tặng quà cho ba bạn nhiều nhất, đảm bảo không có gian dối gì luôn, tặng là tặng. Những ai nhận quà cho em rồi ấy thì có gì comment lại cho em cái. Rất là nhiều bạn nhận quà của em rồi, nhớ ra mỗi lần các bạn nhận quà em sẽ phải chụp ảnh để gửi cho mọi người, nhưng nói thật với cả nhà này, em rất là bận, em rất là bận, không thể nào chia sẻ được. Đấy, đây là mặt nạ vàng nhá, dành cho những cái bạn nào mà lết nhăn nhiều nhá, bọng mắt nhiều nhá, như nhung như thế này này, một hộp mọi người sẽ dùng thoải mái nhá. Rồi đắp vào cái cảm giác rất là mềm luôn. Những bạn nào mà bị nhăn ở khóe mắt như thế này này, tại vì cái da vùng mắt ấy là da mỏng nhất trên cơ thể, so với da mặt ấy là da so với da mặt như thế này này, là da quầng mắt là nó mỏng hơn gấp 5-6 lần luôn mọi người nhá. Nó rất là mỏng luôn nha mọi người nhá. Một hộp đắp mặt nạ mắt mắt này, nó đắp ở mắt này, khóe mắt này, khóe miệng này, tại vì đây là hai vùng da nhạy cảm nhất ở trên khuôn mặt của chúng ta nhá. Mọi người đắp đi là nó sẽ khỏi được các cái lếp nhăn này, khỏi được các cái vết thâm nhá, vết thâm nám ở cái vùng quanh mắt nha mọi người nhá. Nói thật này, em săn mãi với được hàng này và cái giá của nó là 350.000, là giá rất là rẻ luôn, nó là hàng sách tay chuẩn luôn mọi người nhá. Hàng nhà mình yên tâm đi, đã dùng là hàng chuẩn luôn chứ không có giả nhái fake gì hết nhá. Các chị em chịu khó mua cho mình một hộp đắp mặt lạ như thế này nhá, một hộp đắp mặt lạ mắt này, khóe miệng này nhá. Cái này nó đắp được rất là nhiều, cái này chiết xuất từ vàng và oxen nhá. Đấy, cả nhà chịu khó đắp cho em rồi nhá, đắp cái này trong vòng 30 phút nha. Rất là xinh. Mình nhớ này đắp rất là thích luôn. Tôi để đây để like xong cho mọi người, em sẽ đắp tiếp. Em phải đầu tư cho mình một hộp như thế này đấy, tại vì là cái em hay thức đêm. Mọi người thì tầm khoảng 90 giờ đêm đã ngủ rồi, nhưng mà em lúc nào cũng phải 12 giờ đêm để trả lời tin nhắn cho khách ấy. Khách nhà em là mọi người hay đi làm muộn, cho nên là cứ về nhà rồi mới nhắn tin cho em, rất là muộn luôn mọi người nhá. Các chị em nói thật sự là, nói thật trong lòng là những chị em nào mà cảm giác thấy hiện tượng da của mình có vấn đề rồi ấy, thì chịu khó chăm sóc da cẩn thận giúp em rồi nhá. Mọi người chịu khó uống mâm đậu lạnh nguyên sơ ngày 2 lần sáng và tối cho em nhé. Những bạn nào đã mua ấy thì đừng để phí tiền nhé. Tại vì một khi mình đã bỏ tiền ra phải dùng cạn kiệt đến khi nào vứt đi thì thôi. Mọi người chịu khó uống hết mâm đậu lạnh cho em nhé, đừng để bỏ dưới chừng nhé. Chịu khó uống theo một lộ trình của nó là 3 gói nhé, là 3 tháng ấy. 3 gói là 3 tháng, các chị em chịu khó uống hết cho em nhé. Những chị em nào muốn tăng cân thì uống sau bữa ăn, muốn giảm cân thì uống trước bữa ăn nhé. Mâm đậu lạnh nguyên sơ nó có hai công dụng như thế, vừa tăng cân được mà vừa giảm cân được, nhưng mà tùy vào cách sử dụng của mọi người nhá. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó là nó rất tốt cho sức khỏe, nhất là những chị em nào là mới sinh này, những chị em nào sinh lâu này, những chị em nào mà qua U40, U50 này, hoặc những cô dì chú bác là đã lớn tuổi rồi đều dùng được hết nha mọi người nhá. Mâm đậu lạnh nó rất là tốt, dùng được cả cho nam và nữ. Và nhất là những chị em nào mà da đang bị nám tàn nhan và đen sạm ý, thì nên uống mâm đậu lạnh nhá. Vì mọi người đen sạm ý, thì đấy là do lượng tiết tố của các bạn nó bị giảm xuống rất là nhiều, cho nên các bạn cần bổ sung được estrogen để tăng lượng tiết tố trong cơ thể nha mọi người nhá. Chịu khó một chút, chỉ cần uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 muỗng cà phê thôi, sáng và tối là cực kỳ tốt luôn nha mọi người nhá. Thôi bye bye cả nhà, giờ em sẽ check được chia sẻ của mọi người và xem bạn nào chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng quà nha. Và nhất là những bạn nào mua mầm đậu lạnh nguyên sơ ấy, chỉ cần comment ở dưới like của em ấy là em sẽ free ship cho mọi người nha. Được miễn ship mà giá của nó chỉ có 270.000 thôi nha. Còn ra, nói thật là ra khỏi like này thì em sẽ bán với giá là 270.000, không bớt, tại vì em bán hàng công ty và em bán giá đúng giá liêm yết luôn. Và hôm nay em sẽ tặng quà, em sẽ bán và tặng cho mọi người nha, gần như vừa bán vừa tặng giá vốn cho mọi người. Đó là bán sẽ không lấy tiền ship nha. Chào Khánh Ngọc nha, chào cả nhà nha, giờ em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người nha. Hôm nay này em nói, nó thật sự bữa nay em nói nó hay bị rát họng
nào nói được đâu. Thôi cả nhà nhá, chào cả nhà nhá. Những chị em nào muốn liên hệ cộng tác bán mầm đậu lành với em ấy thì inbox nhá. Em rất cần các cái cộng tác viên mà muốn bán hàng cho em nhá. Tại vì nhà em là hơn 2.000 mã sản phẩm cơ. Các bạn không thích bán hàng này có thể bán sản phẩm khác. Tại vì nhà em rất là nhiều dòng sản phẩm nhá. Em luôn tuyển cộng tác viên và tuyển khách sỉ nhá. Vậy nên là ai muốn cộng tác làm ăn với em thì cộng tác nhá.